bị bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế. Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt, dẫn tới bị điện giật. Theo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tỉnh Phú Thọ, vào sáng ngày 19 tháng 7, các bác sĩ đã cấp cứu cho người đàn ông bị điện giật bỏng nặng. Người nhà cho biết nạn nhân đang lao động tại nhà và thấy đường dây điện vướng vào nên đã lấy gậy nhôm để gạt ra khỏi khu vực làm việc. Ngay lập tức, nạn nhân bị điện từ đường cao thế phóng vào người. Các bác sĩ cấp cứu 115 của bệnh viện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, bệnh nhân trong tình trạng vật vã, bỏng nặng bàn tay phải, cẳng chân hai bên, bàn chân do điện giật. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, thiết lập đường truyền và chuyển bệnh nhân về phòng khám. Bệnh nhân được giảm đau, chống sốc và băng vết bỏng. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng do điện cao thế có tỷ lệ tàn phế cao, thời gian nằm viện kéo dài và thường để lại sẹo xấu do phải phẫu thuật nhiều lần. Bệnh nhân đối mặt với nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng, nhiễm độc. Do đó, người dân còn đặc biệt lưu ý khi làm việc và di chuyển tại các khu vực có điện lưới, nơi có trạm điện, đường điện cao thế, nhất là trong mùa mưa bão. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.